thu được bao nhiêu tài sản, vụ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Đinh La Thăng cố ý làm trái. Ngày 8 tháng 1, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 đồng phạm bị đưa ra xét xử. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã thu hồi được bao nhiêu tài sản? Trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC, cơ quan điều tra Bộ Công an đã kê biên biệt thự số AD0216, khu đô thị sinh thái Vinhome Riverside, căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, xe ô tô Mazda CX-5 màu trắng biển kiểm soát 30A-970.97. Theo yêu cầu của cơ quan điều tra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm tra, rà soát, phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm của vợ chồng Trịnh Xuân Thanh cùng hai con trai Trịnh Hùng Cường, Trịnh Hùng Phương. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã rà soát, phong tỏa chứng khoán do Trịnh Xuân Thanh và vợ là bà Trần Dương Nga không cho chuyển nhượng khi chưa có yêu cầu của cơ quan điều tra. Quá trình điều tra, bị can Lương Văn Hòa, nguyên giám đốc ban điều hành dự án Vũng Áng, Quảng Trạch thuộc PVC đã khắc phục hậu quả hơn 2,4 tỷ đồng. Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC khắc phục 800 triệu đồng. Bùi Mạnh Hiển, nguyên chánh văn phòng PVC khắc phục 300 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng bị can Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên giám đốc kỹ thuật công nghệ Tổng Công ty Cổ phần Miền Trung, Công ty Cổ phần Sông Đà và Lê Thị Anh Hoa, nguyên giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Quỳnh Hoa đã khắc phục hơn 977 triệu đồng và đã sử dụng hơn 1,1 tỷ đồng nộp thuế cho nhà nước. Bị can Nguyễn Anh Minh, nguyên phó Tổng giám đốc BBC đã khắc phục hơn 2,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền nêu trên hiện đang được tạm giữ tại tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh Điều tra A92 Bộ Công an.